Dạ, xin những gia đình có điều kiện, những mạnh thường quân, những ai có tấm lòng từ bi, xin hãy bảo vệ rừng. Nếu có ý định mua đất đai thì hãy dừng lại suy nghĩ đó và hãy nghĩ đến cha mẹ của mình. Hãy ở cùng với cha mẹ của mình, các nàng dâu ơi, các anh con rể ơi, và anh em trong nhà hãy yêu thương nhau, đừng tranh giành nhau, để đừng có tạo ra nhà cửa thêm nữa. Hoặc có mua đất đai, nhà cửa để ở thì hãy biến nó thành rừng cây, thu nhỏ cái không gian sống của mình lại. Nếu quý vị làm không được điều này, chắc chắn những điều khủng khiếp đau khổ sẽ đến với tương lai con em quý vị. Quý vị nhìn trên người em không có đeo một miếng trang sức gì luôn, em không có gì hết á. Thứ em có đang là tình yêu chân thật thôi, mà em chưa cảm nhận được tình yêu đó từ con người, từ các học trò của em. Nhưng nay có ai đi theo em, cùng em bảo vệ thiên nhiên và động vật? Chỉ có mấy con chó, mấy con thú hoang dã sống với em. Đó, bạn bè của em đó, mấy con chim cò đó,